Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe MG ZS, chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi nhập khẩu tại Thái Lan của bên nhà MG mà trong cái video ngày hôm nay. Thời điểm dịp giữa của tháng 8 năm 2023 cũng là thời điểm bắt đầu bước vào cái tháng ngâu, cái tháng mà có chính sách giá xe là tốt. Và MG ZS là một cái chiếc xe như vậy. Đây là một chiếc xe gầm cao 5 chỗ cỡ B đang cạnh tranh với cả Hyundai Creta, đang cạnh tranh với cả Kia Seltos. Rộng rãi, thoải mái, option của MG ZS thì không phải nghĩ luôn. Cửa sổ trời cam 360, cảnh báo điểm mù, ABS cân bằng điện tử đầy đủ hết cho cái chiếc xe này luôn. MG ZS là một chiếc xe hiện tại đang được phân phối 3 phiên bản, đó là phiên bản Standard, bản Comfort và phiên bản Luxury. Cả 3 phiên bản đều sử dụng động cơ máy xăng 1.5 hút khí tự nhiên. Chiếc xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, mượt mà và cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Vậy thì tại thời điểm này, từng phiên bản của MG ZS có chương trình khuyến mại như thế nào thì mình xin phép cập nhật để anh chị chúng ta nắm được tham khảo. Đầu tiên là MG ZS phiên bản Standard. Đây là một cái phiên bản mà cũng được rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm, khi mà tầm tiền của nó thì rất là thấp. Mức giá này biết có 538 triệu đồng thôi. Tại thời điểm dịp giữa tháng, đại lý còn đang giảm về tiền mặt nhá. Giảm 50 triệu đồng luôn, 50 triệu đồng tiền mặt cho cái phiên bản Standard này. Giá bán bây giờ còn 488 triệu đồng. Một cái mức giá của một chiếc xe gầm cao 5 chỗ cỡ B 488 dưới 500 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của nó mình có tính là 545 triệu. Ở Hà Nội là 576 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 565 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 545, Hà Nội là 576 và thành phố Hồ Chí Minh là 565 theo phương án trả thẳng của MG ZS Standard. Trả góp mà Standard này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 155 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 186 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 175 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 155, Hà Nội là 186 và thành phố Hồ Chí Minh là 175 theo phương án trả góp của MG ZS Standard. Mức giá này đúng là nó còn thấp hơn nhiều so với những cái dòng xe sedan ở phân khúc cỡ B, đúng không ạ? Vậy thì tại thời điểm này đại lý cũng đang có xe sẵn giao ngay với cái phiên bản Standard này. Tiếp theo đó là MG ZS phiên bản Comfort. Bản Comfort là cái phiên bản ở giữa. Bản này thì đang có mức giá niêm yết là 588 triệu đồng. Mức giá niêm yết là 588. Tại thời điểm này cũng đang được giảm giá về tiền mặt là 50 triệu đồng tiền mặt luôn. Giá bán hiện tại của xe là 538 triệu đồng. Và với mức giá này thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 599 triệu. Ở Hà Nội là 632 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 620 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 599, Hà Nội là 632 và thành phố Hồ Chí Minh là 620 theo phương án trả góp của Comfort của MG ZS. Trả góp bản Comfort này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 170 triệu đồng. Hà Nội tối thiểu sẽ là 202 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 190 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 170, ở Hà Nội là 202 và thành phố Hồ Chí Minh là 190 theo phương án trả góp. Giá bán của bản Comfort option của nó cơ bản cũng là đầy đủ, có 538 triệu đồng thôi. Rộng rãi thoải mái như Kia Seltos, rộng rãi thoải mái như Hyundai Creta nhập khẩu tại Thái Lan. Sang cái sự lựa chọn thứ ba đó là MG ZS phiên bản Luxury. Bản này là một phiên bản đầy đủ option nhất. Bản này đang có mức giá niêm yết là 638 triệu đồng. 638 triệu đồng cũng đang được giảm giá về tiền mặt nhé. 50 triệu đồng tiền mặt, cũng có tặng dán kính, trải sàn cùng camera hành trình. Đây là ba cái món phụ kiện rất là cơ bản. Vậy thì bản Luxury giá bán còn 588 triệu, lăn bánh ở tỉnh của nó là 654 triệu. Ở Hà Nội là 688 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 674 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 654, Hà Nội là 688 và thành phố Hồ Chí Minh là 674 theo phương án trả thẳng của MG ZS Luxury. Trả góp Luxury này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 185 triệu đồng. Hà Nội tối thiểu sẽ là 218 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 205 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 185, Hà Nội là 218 và thành phố Hồ Chí Minh là 205 triệu đồng. Một chiếc xe ở phân khúc cỡ B mà sau khi trừ đi chương trình khuyến mại giảm giá, giá còn thấp hơn cả những chiếc xe gầm cao 5 chỗ cỡ A, ví dụ như là Toyota Ray hay là chiếc xe Kia Sonet. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm về MG ZS này, một cái chiếc xe tại thời điểm này đại lý đang có xe giao sẵn và ngay, hãy cứ gọi theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này.
Miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc. Miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.